Vâng, xin kính chào tất cả các bác chăn nuôi nhá. Hôm nay quay lại với đàn gà nhà em được đúng 4 tháng tuổi. 4 tháng tuổi chuẩn bị xuất bán đấy ạ. Đây là giống giống CP nhá. Giống nai thọ CP ạ. Đây này. Gà này được 4 tháng. Đây là đàn gà nhà em. Đàn gà này thì nói chung từ lúc bé giờ cũng hao hụt cực ít luôn. Từ 20 ngày đến bây giờ là gần như không chết một con nào luôn. Từ 20 ngày tuổi. Nói chung mình cứ phòng bệnh định kỳ cho nó là sẽ tốt, lại khỏe mạnh. Với lại yêu cầu tốt nhất là mình phải làm đầy đủ các loại vaccine. Đấy, đàn gà được 4 tháng. Thế như thế này ạ. Các bác nói chung là muốn đàn gà mà cứ khỏe mạnh mà độ đồng đều và nó đặt cân ấy, thì yếu tố đầu tiên thì các bác cũng phải làm vaccine cho nó đầy đủ đã. Rồi sau đó mới đến những cái vấn đề như kiểu nó có vấn đề gì thì mình phải xử lý nhanh và kịp thời để dứt khoát thì hiệu quả mới cao được. Các bác cứ để là nó rũ quá hay nó yếu quá, lúc đấy các bác mới gọi chữa thì nó cũng chết được thôi, nhưng mà cái tỷ lệ hao hụt thì nó vẫn có quả tùy theo mức độ bệnh, nó có thể khoảng 1, 2, 3 hoặc 5%, nó tùy theo cái mức độ bệnh quả nhà mình. Thì các bác thường thường nên phát hiện bệnh sớm, mình chủ động phát hiện bệnh sớm và mình điều trị kịp thời, nó sẽ giảm thiểu được những cái thiệt hại không đáng có. Tại vì mình mà làm mà phát hiện nó muộn ấy thì thường thường nhiều lúc con gà nó đã kiệt, những con gà đã kiệt quá thì nó sự phục hồi nó sẽ khó. Chứ khi mình tách riêng ra mình chăm sóc tốt ấy thì nó mới phục hồi được. Còn không thì cái con gà mà nó đã bị nặng quá rồi thì cứ biết chung đây thì kiểu gì con to nó sẽ đánh chết thôi. Đấy. Đàn gà 4 tháng tuổi ở khu vực em là nói chung là xác định mình nuôi là nuôi dài ngày, nuôi gà già, gà thả vườn thì tầm 4 tháng rưỡi mới bắt đầu xuất. Gà của em thì phải nửa tháng nữa mới xuất được. Thì khu vực ở Nam Định chúng em thì nó rơi vào 85.000, 85-90.000 tùy từng nhà bán, nghệ độ già của nó. Đấy là gà thả vườn nhé, không sao được với như kiểu gà xe các bác nuôi 3 tháng được đâu. Các bác nuôi 3 tháng thì chắc chắn giá nó sẽ rẻ hơn. Còn đây là bọn em là nuôi già khoảng 4 tháng rưỡi thì kiểu gì giá nó cũng phải tốt hơn một chút. Thường thường như ở các trại đang ra gà tầm 4 tháng rưỡi ra vào khoảng 85.000 một cân gà thịt nhá. Đấy, còn giá cả của các bác thế nào thì các bác hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để các anh em trao đổi và biết được mỗi vùng xem giá cả nó như thế nào. Thế là đàn CP các bạn ạ. Nói chung đàn CP này ưu điểm của nó thì nó nhất là nó độ đồng đều nó cao này. Thứ hai là nó đạt cân này. Thứ này tỷ lệ nuôi sống cao. Thì đàn này tỷ lệ của em đến hao hụt giờ trừ cái số hộ cho mình không tính nhá, thì mới mất có 1%. Có như là đến lúc gần bán thôi chứ chưa bán, phải 10 ngày nữa mới bán. Nái họ dặn 10 ngày nữa họ bắt. Thì tính đến bây giờ mới hao hụt có 1% nhá. Đấy. Đàn gà này thì em cắt mỏ 2 lần. Một lần vào lúc 40 ngày, một lần lúc khoảng 90 ngày. Thế nó bắt đầu mổ nông thì mình lại cắt luôn lần 2. Chứ đừng để lúc nó mổ nông quá nhiều rồi lúc đấy mình đi cắt thì nó hiệu quả lại không cao. Các bác nên tùy từng giống gà, có giống gà cắt một lần, giống gà cắt hai lần. Các bác cắt sâu lên một tí thì sẽ giữ được cái bộ nông bộ ná như thế này. Nông ná đẹp ấy, quan trọng nhất ý trong nuôi gà thì phải cắt được mỏ hoặc là mình đeo kính cho gà thì mới giữ được bộ nông nó đầy đủ như thế này. Như các bác thấy nhà em nuôi mật độ cực cao luôn, chuồng có 24 mét vuông,
là nuôi đến 500 con mà không con nào mất nông như thế này thì em cắt mỏ 2 lần, mà độ nuôi cực cao luôn đấy. Tại vì mình bắt nạc thì mùa này là mùa nó rét đấy, thì mình có thể nuôi được vậy, chứ mùa hè nuôi vậy thì vỡ trận luôn. Các bác thì chủ yếu nuôi mùa đông mới nuôi được số lượng nhiều đấy nhá. Mùa đông nó ít mưa, nó hanh khô nhiều ấy. Đấy. Các bác nào mà muốn biết cái quy trình vaccine như thế nào, trên gà hiệu quả từ lúc nuôi lúc xuất bán như nào, thì có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận, em sẽ phản hồi cho các bác một cách sớm nhất. Và các bác nào có vấn đề gì về bệnh tật trên gà thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn và giúp các bác giải quyết triệt để, dứt điểm những cái vấn đề khó xử lý trên gà bằng cái kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong chăn nuôi. Em kinh nghiệm thực tế của em chủ yếu là đúc rút là từ người chăn nuôi mà ra, với là mình trải nghiệm thực tế, cho nên kinh nghiệm của em, cho nên là mình tự tin về cái kinh nghiệm của mình có thể giúp các bác chăn nuôi thành công. Bác nào là muốn liên kết với em để em hỗ trợ kỹ thuật có thể liên hệ với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.